Nhóm Phụ Nữ Miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào mọi người ạ. Ngày hôm nay thì trên chiếc xuồng bốn chị em tụi con đang bơi trên cái con kênh nhỏ nè, ở gần ngay chòi luôn. Tại vì đứng ở trên nhìn xuống thì thấy có rất là nhiều ốc luôn các cô chú, anh chị và các bạn ơi. Xung quanh hai bên cặp mé bờ cỏ đó thì mình phát hiện được rất là nhiều ốc luôn. Nãy là bắt được thêm mấy con ốc bu đen nữa, rất là thích. Nên là mấy chị em quyết định là sẽ bơi xuồng để mà đi bắt ốc nha. Bây giờ thì mời các cô chú anh chị và các bạn cùng đi bắt ốc với lại bốn chị em tụi con. Rồi đi thôi. Thường á là, dạ đúng rồi, thường á là chỗ mấy cái cây gáo này nè là sẽ nó sẽ đeo theo vòng vòng á chị, hoặc là cặp mé bờ mé cỏ là nhiều lắm. Giờ mình bơi vòng vòng lại đây đi. Ngân đang nghiên cứu ốc hay gì? Ốc nhìn được con này là ốc bu theo cái này vậy. Kìa, ở đây con nè, bắt luôn chị. Con đó, Ngân bắt được rồi kìa. Ôi, nó đeo. Đây. Đã quá. Nó một con kìa Ngân. Đó. Quá đã luôn. Ui, ở đây cũng có đây nè chị. Con đây. Đã quá. Thích quá Ngân ha. Quá là ốc luôn. Mùa này á, mình bắt dài dài nè là có được mấy con ốc bu đen á, con nào con nấy nè, đã ghê luôn. Đặc biệt là cái vỏ nó cứng á, mình phân biệt được á. Rồi ở trong cỏ này là còn nhiều dữ nữa nè. Giờ để chị em chị Dung bơi vô coi, hai chị em tụi con coi có nhiều không mà sẽ bắt đầu bắt nha. Wow, ôi ở đây nè, đâu đâu chị. có Ngân đây nè, đây nè. Nè, đó, một con. À, đây. Đây được một con nữa. Trong cỏ nhiều lắm. Chị chim chép nữa gì kìa. Chị con sao? Chim chép thì cắm. Cắm ơi con chim chép. Này nha chị. À, đúng rồi. Không phải cái lá, cái lá. Chị em xích xích ra đi, em tìm ngoài đây coi. Đó, mình dài dài tới như nè. Giờ này á, mát á cái nó đẹp. Ui đây nè. Wow, bắt được một con nữa. Mắt sáng như trời. Thấy không? Thấy. Cái tút chứ ngủ đây ở xa quá à. Ồ. Giờ này đeo nó đeo cũng nhiều hả chị ha. Giờ đi mình quẹo vô trong này không cái. Dạ. Kìa. Đâu chị? Cắm. Wow, nó đeo trên cây nè. Một con. Ủa ở đó thì chị. Ở đây nè, một con nữa. Ôi. Ôi cẩn thận chị ơi. Không sao. Chị, em bắt được con ốc quắn rồi nè. Trời ơi, ngon vậy, con ốc quắn to đùng luôn. Ủa đây nè, cảm ơn ốc quắn. Đâu chị? Kìa. Ốc quắn nhóc hết trơn á. Trời, lên bờ luôn rồi kìa. Kìa, nó nằm chà gọn trên trời bờ. Trời ơi, hai đứa nó đang yêu nhau. Đây, nó lên bò luôn. Quá đã luôn. Đâu con, nhé xanh đâu? Nằm dính bao mà. Quá đẹp luôn. Đâu? Ở tút đằng kia gì ơi? Sao thấy được? Rồi, mình tiếp tục đi dài lên trên kia. À, đây một con nữa nè. Đây này cắp, đây này cắp, đây con này cắp. Này đây cắp, đây nó nè. Cho em bắt đó, nè. Chưa đem bắt con này trước thôi nè. Chị bắt giùm em đi sao á. Đây con nữa nè. Nó đeo trên cái cỏ nè. Wow. Đạo quá. Nó đeo ở trên mấy cái cỏ. Wow. Ôi đây nữa nè. Mình bỏ sót nhiều lắm luôn nè. Đeo ở trên đây. Ôi ôi nè. Đạo quá. Ủa nè. Trong kia có một con nữa kìa. Đây nữa. Sao bắt tới đây ta. Trời ơi, đây đây lắm. Nha. Yeah, bỏ xuống. Hey. Chị em ơi, nè, đi theo dập nướng. Nha. Ở đầu á, dễ bắt hơn á. Dễ thấy. Yeah, thêm một con nữa. Ôi ôi, nhiều dữ lắm luôn nè. Kìa, nó đeo vòng vòng mấy cái ống bọng á chị. Nhiều ông ơi. Kìa nè. Bắt ốc là không ai lợi chị em. Ừ, chị em hết tóc luôn. Quay ngang đi cho em Ngân bắt. Thôi, chị em ở đầu cho em bắt đi. Kìa. Wow.
Cẩm ơi, ngon nhất luôn. Nhiều lắm á chị. Ngon chưa? Thôi. Dạ. Một dòng sông ốc luôn. Quá trời nhiều luôn. Ủa, đeo cho mấy cái này nhiều quá nè. Ừ, đeo vô đó nó ngăn lụm nó đi. Chỗ cái chân trước mặt em kia cắm. Đâu chị? Nha cắm. Nha ngăn, cắm nha. Đây. Con sao nữa. Thấy hay vậy nè. Kìa, nhóc có trơn nè, đeo bên đây nè, quẹo qua đây, quẹo 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 quẹo. Dạ, bọc cua, bọc cua. Rồi, bây giờ cho bé ngăn bắt nè. Kìa, ngăn 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 ngăn. Cho bé ngăn bắt đi. Ngăn nãy giờ chưa bắt được đó. Đó, ngăn rồi, hai con kìa ngăn. Bắt hai con đó đi. Quá, wow, đây một con nữa nè chị ơi. Cho bé ngăn bắt đi nãy giờ bé ngăn hai. Ú, ở đây nhóc có trơn nè, quẹo 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 quẹo. Quẹo à, đây nè. Wow. Ô ô ô. Nhiều lắm. Nè. Nó đeo vô trong cái cọng rau muống nè các bạn ơi. Ủa, đây nè. Đó. Ui, ở đây nữa nè. Ui, ui ui. Thích chưa? Quá trời luôn. Mùa này ốc nhiều ghê luôn, xin con nhỏ nhỏ. Kìa. Ổn ghê luôn. Đi vô trong luôn phải không? Xích trong luôn nha. Dạ. Trời ơi nè, ba bà ốc nằm đây luôn nè, trên nhà trời nè. Đeo ở đây nè. Đâu chị? Nó leo dưới tán lá rồi chị. Trời ơi, có ốc bắn chà bá luôn. Đâu chị? Bắt đi chị. Ôi, nè. Ủa, đây nè. Ơi trời. Thằng ơi có ốc quắn. Trời ơi có ốc quắn to. Ồ. Siêu to luôn. Thế nè, thế nè. Thấy không, thấy không? Dở dở ra là sẽ thấy nhiều lắm á. Trời ơi, có ốc quắn lắm. Nhiều lắm, nó nằm trong đây nè. Nè ăn. Ờ. Dạ. Nè ăn. Con con nó con nữa, con ơi, ốc quắn nè. Làm nhiều lắm chị. Dưới cái mấy cái cỏ này chị, một ề luôn á. Quá trời ốc quắn ra ngoài. Thấy ham. Kìa, cảm ơn. Ui, 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 ui. Được không ăn? Ủa, cái này cái gì không có ốc? Không phải có ốc. Ốc lắm chưa mà, thấy không? Đó, nó trôi lần bàn luôn. Thấy chưa? Nè. Nghe, 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 nghe. Tiếc quá, tiếc quá, nó trôi kìa. Lần bàn luôn. Dạ tới. Không còn. Quá trời nhiều luôn. Bây giờ ốc là có hai bên luôn. Mọi mặt chặn luôn. Tiếp tục là mình sẽ. Ui, nhìn kìa chị An. Ui, nó đeo vô lại, nó không nghe. Nó bị rơi ra xong cái nó kiếm chỗ, nó đeo vô lại. Kìa cả. Wow. Ui, con ốc khổng lồ. Cẩm ơi, lụm Cẩm ơi. Nè, wow, ơi. Em thấy rồi, nhiều lắm luôn á. Nè, nè. Giờ này nó nổi quá à, chị. Dạ. Ừ, quá trời nổi luôn. Vũ 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 nè cho nó nghe. Xích vô xíu ở trong đó. Tặng nó ăn rau muống nè, con. Ốc nó ăn rau muống nè. Nó đeo lên chị. Đó, thêm một con nữa. Thiên ơi, nhiều lắm luôn á. Nhiều lắm luôn, chế ơi. Ôi ơi, con bự chà bá này. Wow, con khổng lồ. Ý, thôi. Vớt không tay luôn. Nè, vô. Nhưng mà em xác thuồn vô trong góc á, nó có nhiều dãn luôn á chị.
bắt được ốc bu đen nè chị, với ốc bu vàng và ốc quắn nữa. Nè, nhìn là thấy các bạn thấy khác nhau hoàn toàn không? Đây đây là ốc quắn nè. Rồi ốc bu đen nè, mấy con ốc bu đen thì cái mài nó cứng nè, mình nhìn là mình thấy nó có giống như xà cừ vậy đó. Còn ốc bu vàng á thì vỏ nó mỏng và cái mài nó thì thụt vô trong á, mình nhìn mình cũng dễ phân biệt lắm. Thì mình lựa ra. Bán ốc bu vàng thì mình lấy cho vịt ăn. Nè, đây là mấy con ốc bu đen nè. Nhìn cái màu của nó cũng khác nữa. Nhìn màu khác. Ốc bu đen ăn nó giòn. Với lại cái đít nó có cái chấm vàng nè. Ốc bu đen ăn sẽ ngon hơn. Nha, có thấy đít nó có chấm vàng không? Em thì không có nhìn cái đít, em nhìn cái mài với cái thân hình của nó. Cái này nè, là em phân biệt được rồi, tại vì cái con ốc bu đen á, cái phần này là chị, cái con ốc lớn chị có thể nhìn rõ nè. Nó sẽ tròn, nó bầu bỉnh hơn, còn ốc bu vàng thì nó sẽ dẹp. Với lại con ốc bu đen á, cầm thấy nó nặng liền. Nhưng mà cái vỏ ốc bu đen nó nặng hơn. Ốc bu đen. Cái phần này nè, nó nhô lên ốc bu vàng thì sẽ lép xuống vậy. Này chị thấy không? Con bu đen nó cứng không? Còn con bu vàng nè, nó. Vỏ nó bu vàng mỏng. Vàng nhiều dữ hả? Sao đen ít xịu vậy? Mấy con vịt nó khoái nữa rồi. Vịt nó khoái bu vàng. Mắt bu vàng nhóc hết trơn. Mình để mạnh tay quá nó không bị kìa. Nó dễ mẻ vỏ lắm, bu vàng nó dễ mẻ lắm. Quắn nè. Em thì em thích xay ốc cỡ này nè. Nó ngon. Bự quá mà nó cảm giác nó ớn ớn á. Chị có nhiều dữ thôi. Bắt một chút ba gỗ luôn. Đây vàng. Vàng đổ vô vàng. Vàng với vàng đổ chung. Quắn, nhưng mà tỷ lệ cái này nó nhiều hơn, nhưng lại nó cũng tương đương với cái này nặng hơn. Nặng hơn. Chị cái này cái vỏ của nó chị. Vậy vỏ nó vàng. Nhìn thấy cái gỗ là em thấy nó hơn ha. Thấy rau muống với lá lục bình. Cho ra hả chị? Đây, ở đây thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn biết á, về con chim chích cồ này rồi. Ở đây là Trang bắt về 4 con để nuôi. Sẽ đút cho nó ăn. Cô chú nói là mấy chị em mình đặt 4 con này là tên gì á? À, canh chua, cá kho, rau muống, cá gô. Nè Trang. Còn một con ở phía sau nữa kìa Trang ơi. Nó sẽ ăn đu đủ nè, nó ăn rau muống, nó ăn lục bình. Mà phải xé nhỏ ra đút cho nó. Nó thích lắm. Ủa nó ăn cỏ nữa kìa Trang. Nó ăn hết cỏ luôn á, nó mổ cái giò chị đừng thấy không cậu. Vậy hả chị? Em sợ quá. Nó thích mớm ăn. Trang còn một bạn bên đây nè. Nó khoái em mớm vậy nè. Vậy hả chị? Em mớm gì cho nó ăn. Là nó thích nó, hả? Nó thích lắm. Em nè, ăn đây. Nó càng đút thì nó càng ăn nhiều. Đút nó ăn nhiều hả? Nó phải ăn đu đủ lắm. À, em thấy nó ăn đu đủ không kìa, rau muống của em nó chê luôn kìa. Lục bình thì lâu lâu em mổ thì nó chịu, chứ em không cho ăn gì nè. À, chắc là đu đủ ngọt ngọt á nên nó khoái á. Nó chia cả hai đội lần nào cũng vậy đó. Gì hả chị? Chị phải để hai tay gì nè. Hai bên ha. Cái chân nó dài lắm mà em càng mớm thì nó càng chịu ăn hơn. Chừng nữa lớn lên nó sẽ có màu đỏ với màu xanh đúng không chị? Đúng rồi. Còn giờ thì nó có màu đen này, thôi. Giờ nó có cái màu xanh này cảm ơn. À, nó có cái màu xanh ở dưới kìa. Chuẩn bị nó chỗ cái màu xanh nó mổ chị gì đó. Nó ăn gì đó, nó phái đó. Hồi nó dành nhau ăn luôn. Để nói cho em cẩm nó chọn con để đặt tên nha. Ủa cái cánh nó làm gì kìa? Cái cánh nó lớn vậy đó. Nữa mình đem le nữa. Le về cẩm. Dạ. Em biết con le không? Dạ biết, nhớ em biết không? Con le. Sao không cho qua bên đây, cho bạn này qua không, đây không, ăn. Không, cái bạn đó hay tấp bầy lắm. Vậy sao kỳ vậy? Qua bên kia qua đi. Qua ăn cái bạn đó hay nha, vỗ vỗ cánh nhiều hơn. Qua đây. Qua đó kìa. Nè. Chú. Nó phải đi xuống dưới bờ sông đó. Gì hả? Nó bơi không ta? Không, nó không có tấp bơi, nhưng mà nó đi lội bơi. Xong nó kiếm mổ cỏ vậy. Nó mổ cái đồng hồ của chị luôn kìa. Nó thức ăn là nó mổ chị à. Em thấy bên này lớn không? Mình lớn hơn. Bớt thì ít ăn hơn là cắt miếng thích ăn đó không? Hết rồi, cái nó mổ tại gì đó. Nhưng mà bạn này thì ăn cỏ. Bạn đó thì hay tấp bậy lắm. Nhỏ hơn, bởi vì đẹp quá đẹp luôn đẹp à. Còn nhiều là lớn trơn à, có bạn đó bạn đẹp à. Nè, thấy không?
không chịu ăn gà. Nó còn lạ lắm á. Không chịu ăn nè. Bạn ấy cứ không chịu ăn. Cái gì đó. Hồi nó cũng lại gần à. Em thấy lớn không cảm? Dạ không, lớn, thấy lớn. Lớn nhất luôn nè. Nữa giờ em với Ngân với chị Ba Dung đặt tên nha, đứa con nha. Nó lớn nó còn mổ đau hơn nữa. Gì vậy chị? Ừ. Đừng mổ tôi nha. Ăn không hết cái thảy xuống cho cá ăn. Cá ăn nó đủ luôn. Em tách ra vậy nè, nó ăn nhiều hơn. Dạ. Còn em bóp thì làm như nó sao sao á. Nó nghi không thích. Ờ, nhưng mà miếng miếng này lại thích. Còn bé đó là phải mớm mớm hồi mớm từ từ nó mới chịu ăn. Nó không chịu cái đó gì nè. Dạ. Ốc này sau khi hôm qua bốn chị em đi bắt về đó, các cô chú anh chị các bạn ơi, thì ngày hôm nay sau khi mà ngâm qua một đêm, tại thường ốc á mình nên ngâm trước á, khi ăn thì nó sẽ sạch hơn và trong tóm á cũng sẽ không có bụi nhiều, không có gông dơ nhiều thì ăn nó sẽ ngon hơn. Sau khi ngâm xong rồi thì giờ mấy chị em sẽ bắt đầu sơ chế. Biết là hôm nay chị Dung đi làm rồi. Gửi lên cho chị Dung dài quá. Cái mài á. Vậy chị, nay mình làm món gì chị? Chị làm ốc nướng cho ăn. Wow, này làm ốc nướng. Nhưng mà để nướng mà ăn món mì ấy. Mà cái này làm nó ngon. Yeah. Hôm trước chị Dung nha, chị làm cho người em món ốc dồn thịt nướng. Cái món đó công phu lắm. Cái món đó là công phu lắm luôn á chị. Nay mình làm ốc nướng tiêu ha. Này chị nướng tiêu cho ăn. Wow. Nhưng mà trước khi nướng em phải trà nè, tại vì biết sao nướng tiêu là hay hấp nè, hấp lắm, nướng cái nó vỏ quá, nó ngọt đó, ngọt mà nó ngon, dày ghê cảm ơn. Ốc này ốc bua nó dày mà cái vỏ cái mài của nó sáng sáng, qua giờ nó cạ cạ nhau mà nó bị làm như viên ngọc trai vậy đó, nhờ nó sáng sáng. Nó cái chỗ này nè, nó cắn rồi, cắn chiếu vô mà riêng kim cương. Ốc này nếu mà em biết nó vỏ em tạo ra cái nhiều sản phẩm. Nước giờ là rồng gì là rồng mà nó chưa gì. Rồng nhiều lắm. Nó không ngập tết nó cắm hết. Dạ. Chắc 3 cây trên 3 tỷ hơn. Tiện ở trên thì đỡ ở dưới rồi chứ. Hi. Chạy. Dạ không có gì, chị Ba thay đổi tư thế ngồi thôi. À, dạ ai nó cong cái đầu vậy đẹp quá hả? Gian, đó. Lặn cá à? Lặn cá đó, nó kiếm cá. Tua. Mắt đẹp ghê á. Chơi nè. Không biết bà có lặn được con cá nào không? Ủa con này tua rua hay là con kia? Tua rua chị. Trời ơi, chị Ba không biết con cá. Tại vì con này con y chang. Tua rua, con kia bé đớm. Tua rua bự hơn. Bà dẫn cái tên lên kìa. Trời nó lặn thấy thương luôn á. Không, tỏi với quý khâu. Cái gì không phải quý khâu? Quý khâu rồi để tỏi. Cái gì đó? Quý hồi. Đậu khấu. Rồi chị với cầm sao? Sao? Cái gỗ ốc đâu? Gỗ ốc đâu? Vâng, và hôm nay mấy chị em mình quyết định đó là xách ốc xuống dưới sông nướng rồi đi một đoạn xong rồi quay lại mới biết là gỗ ốc để ở nhà. Dạ phải chở về nhà lấy. Dạ, chúng ta quay ngược về nhà. Đi thôi. Cũng hơn là chọn điểm đáp gần á chứ, thôi đây mà lên tới đất ở trên kia chắc chết. Nó mà biết nói chuyện nó nói là một cái lời xỉu luôn á. Nó đang lặn kiếm ốc cái gì kìa. Kiếm cá. Ủa, wow. Con gắn mối. Con gắn mối nó gớt luôn. Con gắn mối nó gớt. Không mình vậy ha, không mình nhẹ luôn. Bàn quản vậy. Lẹ ghê ha, bơi lẹ ghê luôn á. Ủa, nó lên chưa? Kìa, đó. À, thấy rồi. Không, chị đó. Cho nó yên tĩnh đi chị. Chị. Chừng trúng cái lưng á. Xà quá, xà cẳng quá. Chị ăn dạt cái đầu này kìa. Dạt kìa thì đầu cẳng nó mới dạt vô. Chết cẳng. Vậy được không sao. Không chỉ hoặc được rồi.
cắm đi cái đầu này nó khắm liền á. À, nói giống như là mình nhỏ con hết nguyên ba người vậy. Đó. Đây nè. Chích cồ, chích chích cồ cồ. Còn chích cồ. Chim mung, chim mung, chim mung. À, lại. Ủa. Trời, nước nó chảy á chị. Ôi, nước sạch đó nên nước trong. Này về nhân lưới nữa không? Này cũng nè, nắng quá. Rồi chết rồi. Nói chị đâu? Bỏ nó mình đó. Gán chút tiêu qua bệnh mấy đợt hơn. Thấy gì chứ nắng lắm á. À, cái tiếng con chim đó nó kêu ngổ á. Bạn nào mà âm thanh thất thanh như vậy trong đó vậy? Cái đó. Phải không chị? Đây sao chị? Nghe giống tiếng chim, ơ gì tiếng cọ gì, tiếng vịt, vịt kêu á. Không giống tiếng ngỗng chút nào. Ở đây mát vậy. Tá túc nhờ cái nón xíu ha. Chị ba với cầm nướng ốc nha. Mới đây mà nó sôi nè, nướng sôi. Nè cái gì nướng nó gặp nhiêu luôn này, cảm ơn chị. Nè. Ở đây nè. Năm nay nước lớn chị, với lại ngay trên chỗ này nó sâu quá, xuống vô trong thì nó đỡ hơn chút. Tiêu gì để khoái lắm á. Vô hào tương ớt, nêm một ít đường bột ngọt với để tiêu. Dạ. Nhiều lên nhiều tiêu xíu cho nó ăn ăn nó ấm. Cho nó ăn. Ăn cho nó ấm sạch ấm. Tùy nó né thì cảm nó rổ lắm, cảm ơn nó rổ thì nó. Nó con này đẩy chút cho nó. Ngày chưa. Con này nó chưa. Ừ. Con có con cái bên nó bị ngã rồi, cảm ơn. Con cái bên chị ờ đúng rồi. Sắp bị mình đó nha. Ừ, con này nè. Con chị thấy rồi. Chính kẹt có mở màn nha. Để xíu nha. Đây là cái món ốc nướng tiêu rất là hấp dẫn luôn. À, cuối cùng thì cũng đã chín rồi các cô chú anh chị và các bạn ơi. À, bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức với lại bốn chị em nhà mình nha. Ăn thôi. Hấp dẫn quá. Sôi lên rồi đó. Đây nè. Mình có thể ăn bên đây được. Dạ bên đây cũng được. Mấy cái này là được hết rồi nè. Chín rồi đó chị. Chị đã có chưa? Bên có rồi, chị có rồi. Chị bên đây nè. Dạ, em có rồi chị, cảm ơn chị. Đó. Mời cả nhà mình nha. Mời tất cả mọi người nha. Chị. Ừ. Nóng lắm á. Ui bốc khói luôn. Ồ. Cái sức nó sợ. Còn nó nóng nè. Ừ, nó cay. Nha chị. Chín rồi. Dạ bộ giờ xin chén suốt thì miếng nó được không? Được. Được. Chấm miếng. Ừ. Nè, con cầm nó đi. Chấm thêm thì nó sẽ ngon. Ôi, hút cái nước này là ngọt lắm. Mà hình như là nó thấy sốt không à. Không thấy nước đâu chứ. Nước nó bị chảy rồi. Màu quyện với nước. Ừ, màu quyện lại à. Ôi, nó ngon nè, cái thịt của nó nè. Hấp thì chị thích ăn những cái con bé bé. Con nhỏ nhỏ. Chấm ngược vô cái con này. Ừ. Ngon quá. Ngọt quá. Ấm nước ngọt ngay. Ủa cái thịt, cái nước của ốc đó, nó ngọt lắm luôn. Ngon quá cảm ơn. Ngon bóc nào. Để tôi lấy vào cho. Lấy ra giùm đi. Ở trong nó nóng. Nóng quá. Nè. Bên đây là mấy con này được phải không chị? Ừ. Chị.
quá. Ủa con đâu có sốt chưa ta? Con này chưa có nước sốt. Con này thôi nóng. Ơi, con này chưa có nước sốt không? Con này chưa có nước sốt nha ơi. Kế vô. Thôi sốt nè. Đâu con bé nào? Con này nè, con này nè. Đúng rồi. Nóng lắm nha, cẩn thận nha. Cho nó vô ở giữa đi. Nè. Em muốn con mà nó có này con này. Có cái nước á, cái nước á. Húp thơm ngọt. Nó nóng dữ lắm luôn mà ăn ngon lắm. Ốc này á là làm được nhiều món lắm á chị. Ôi da, rồi chết, rớt rồi. Cái con khác, nóng quá. Trời sao bốc khói luôn nè chị. Hồi trước á nhiều lắm á. Hồi trước á ông nội em đi cắt cỏ á, lần bắt về mấy ký luôn á. Ừ, nhiều dữ vậy. Dạ xong. Ngày nào cũng đưa lại cho em, lần em đem lại cô Hai á. Cô Hai Thủy á, rồi cô Hai Thủy đem đem căn bạn hàng bán lại cho cô Hai Thủy á. Ốc bu không mà nha chị. Là ngày nào cũng mấy bọc trơn á. Dạ hết á. Dạ hai ốc. Ủa cái ốc này. Hên lắm mới được chỗ nhiều rồi. Nó sớm nhiều ngon. Nhưng mà ốc bu vàng quá nhiều luôn á. Bây giờ nó bị lai rồi. Lai ốc bu vàng á. Có khi nào mà ốc bu đen nó lai với ốc bu vàng không chị? Có. Ờ cái này chưa có sốt nè. Nó ra con ốc bu vàng đen. Vàng đen xanh đỏ. Cái nước ngọt lắm. Nước ngọt lắm. Chị ba biết cái cay này là từ cái gì không? Tiêu với tương ớt. Từ tương ớt á, tiêu không có cay như vậy. Ừ. Nó cay á. Ờ nó bốc khói cảm ơi. Chết rồi. Lấy luôn cái đít luôn à. Nó ra nguyên cái này luôn rồi. Em cũng ăn luôn rồi cái đít đó. Cho chị ăn nè. Nè. Không lấy cái đít ra. Có cái này phải bỏ rồi. Ngon mà. Ngon. Ngon ha. Trời ơi, ngon thiệt. Ngon như chinh nhẹ. Sao lạ ta. Kìa hai đứa lên bờ rồi kìa. Lên bờ rồi. Tắm cho đã rồi, bây giờ lên bờ rồi đó. Con này nó sôi sùng sục nè, nó ăn nóng ngon nè. Ngon quá. Còn em thử không? Còn em không? Rồi, ăn cũng ít lắm. Cảm ơn em. Ê Dung ơi má. Dung. Dung. À, Dung. Dung về. Về đúng lúc vậy ta. Dung ơi. Em xuống. Còn chị Dung ơi. Còn. Chưa hết chưa. Dì ơi nhanh xuống nhanh xuống. Hết rồi. Dì không đủ với Dung rồi. Ôi ơi. Dung ơi chị thức thương nha. Chị ơi để em cặp xuồng cho. Dô rước chị Dung về. Dung về Dung về. Chào mọi người. Mở xuồng, mở xuồng, mở xuồng, mở xuồng. Để chị đi xéo, chị mở xuồng. Ok. Thôi, ngon quá xéo. Ngon má. Cẩn thận chị ba ơi. Bả cháy luôn á chị Dung ơi. Chị ba chịu khó ngồi dịnh nó lại chút xíu nha. Khó luôn. Rồi. Rồi. Đi đi. Ủa, nãy kêu chị Vịnh đầu nào ăn ăn? Vậy nãy em kêu chị Vịnh vô cái cây cho có lượng đựng chơi. Đi vô. Tay cắm mày, tay cắm mày. Dạ, không sao chị. Rồi, tiếp tục, chả gì chứ cũ. Thơm quá. Thơm không? Okay. Hello. Hello. Mà sao nghe cái mùi dốc nước màu? Hả? Không, cái mùi sốt đó. Nướng lên đó. Dung ơi thử một con đi. Ủa cái. À đây. Chị đi kiếm cái chén. Có chén nè. Có chén luôn. Nè Dung chị đi xuống rồi đẩm cho chị con này rất ngon thử đi. Rồi chị ăn đi. Chị con bự. Hai chị em mình nè, nè đây có nè. Không chén kìa. Còn chén nữa. Này là đảo ốc luôn á chứ không phải là thích ốc nữa. Đảo ốc. Ừ, mình là đảo ốc luôn á. Đây, đảo ốc sẽ có ốc luôn. Bật đường đáng là đường nè. Chị phải ngồi xuống ăn cỏ mới được. Rồi chị mới lấy tâm cho tôi. Có nè, trong đây có cái tâm nè. Nhưng còn không đây? Hai cái tâm mới được. Chị ăn rồi đó lấy tâm khác cho Dung ơi. Nè.
nè. Hai cây tâm mới được. Ủa tại sao mày ăn cái này đi? Cái này của chị mà. Ủa? Này ba con cả. Ờ. Ba con đang ăn đi. Ủa sao? Dùng ăn thử coi nó làm sao. Nóng không? Ngon. Rồi thứ hai ngon không? Chị làm đó. Nghe cái mùi thấy thơm mình đó. Dùng là khoái ốc lắm. Tiếp tục đi chị ba. Rồi bỏ cái tâm luôn rồi. Lấy cái tâm khác. Dung ơi nè. Có khi nào ngon quá chưa? Con ốc nó đang có khói cái mình mở miệng ra khói văng phạ phạ. Không biết là vừa ăn khỏi chấm muối luôn á. Vừa ăn khỏi chấm muối luôn á. Cái nốt của em thì em thấy nó mặn hơn. Tao chỉ lấy vừa rồi đó. Gì là mặn hết. Hấp cây nước sốt là thấy mặn rồi đó. Mà ngon, ngon ha. Dạ. À, sau một ngày mấy chị em đi bắt ốc thì qua ngày hôm sau mình có một cái món đó là ốc nướng tiêu. Thật sự ăn rất là ngon và hấp dẫn luôn các cô chú anh chị các bạn ơi. Nếu mà thích thì nhớ like đăng ký để mà ủng hộ nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.